Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với buổi livestream ngày hôm nay của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus ạ. Thì trước mắt các bạn đây là hình ảnh của một chị khách hàng là vừa mới làm xong dịch vụ là nâng mũi S-Form Plus kết hợp với lại bọc cong thái dương tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus luôn ạ. Thì chị vừa mới làm xong dịch vụ khoảng được 5 phút rồi và đang nằm trong phòng nghỉ, mình tiến hành là truyền kháng sinh và thuốc giảm đau. Mình nghỉ ngơi khoảng là 30 phút hoặc là 45 phút thì khách hàng là có thể về luôn trong ngày, không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng tại thẩm mỹ viện ạ. Thì đối với dịch vụ nâng mũi S-Form Plus kết hợp với bọc cong thái dương này thì khách hàng là cần đến thẩm mỹ viện một ngày sau khi làm để mình có thể mình truyền kháng sinh và theo dõi sức khỏe tình trạng của chị tốt nhất ạ. Và khi mà khách hàng sử dụng gói dịch vụ nâng mũi S-Form và S-Form Plus tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì ngoài cái chương trình ưu đãi ra thì các bạn là sẽ được tặng thêm hai gói liệu trình chiếu tia plasma lạnh. Thì đối với tia plasma lạnh này nó sẽ giúp cho mình là giảm sưng, giảm viêm, sẽ rút ngắn cho mình là một nửa thời gian mình nghỉ dưỡng tại nhà nha các bạn. Thì đa số khách hàng mà khi mà sử dụng cái dịch vụ liệu trình gói plasma lạnh này thì khách hàng đều có những cái phản hồi tốt cũng như tích cực là khi mà mình về á, là mũi của mình nó sưng rất là nhẹ luôn ạ, khoảng là 1-2 ngày đó nó đã hết rồi ạ. Thì trước mắt các bạn đây là hình ảnh của chị khách hàng là vừa mới làm xong dịch vụ luôn. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem được hình ảnh của chị trước khi làm để các bạn là có thể là so sánh giúp mình là về dáng mũi của chị sau khi làm xong thì nó thay đổi về cái gương mặt của chị nó như thế nào nha các bạn. Anh chị lại rất là phong. Dạ đây ạ. Trước mắt các bạn đây là hình ảnh của chị là trước khi làm dịch vụ là nâng mũi S-Form Plus kết hợp với lại bọc cong thái dương tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus ạ. Thì trên hình các bạn có thể là cùng mình đánh giá sơ bộ. Thứ nhất là khách hàng là phần sống mũi nó khá là thấp luôn. Phần cánh mũi hai bên thì nó hơi lớn một tí. Đây, về phần chụp chính diện thì mình thấy được là phần cánh mũi nó không có lớn lắm. Nhưng về dáng mũi này nó không có điểm nhấn trên gương mặt của mình, bởi vì là cái phần sống mũi nó khá là thấp luôn ạ. Các bạn có thể cùng mình theo dõi được là về phần sống mũi của khách hàng khá là thấp. Thì khi mà mình chụp chính diện như thế này thì mình có thể thấy rõ nhất là cái phần bóng ở phần sống mũi. Thì trường hợp này là bởi vì là tình trạng da sống mũi của khách hàng nó khá là mỏng luôn. Thì nếu mà mình nâng cao hơn thì sau này nó sẽ dễ xảy ra cái tình trạng là bị lộ sống mũi hoặc là bị bóng đỏ đầu mũi. Thì đối với chị khách hàng này, được bác sĩ tư vấn và thăm khám thì có lựa chọn cho chị thêm là mình sẽ bọc thêm cong thái dương. Thì nó sẽ giúp cho chị là tránh được những cái tình trạng trên. Thứ nhất là bị lộ sống mũi, thứ hai là bị bóng đỏ đầu mũi nha các bạn. Thì hiện tại là kết quả của chị là sau khoảng là hơn một tiếng mình làm dịch vụ là nâng mũi S-Form Plus kết hợp với là bọc thêm cong thái dương ạ. Thì đối với cong thái dương này nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là nó sẽ bọc cái phần da sống mũi của mình cố định và chắc chắn hơn. Thì sau này nó sẽ không có bị lộ cái phần sống mũi của mình nha các bạn. Thì khi mà khách hàng nào mà bị mỏng cái phần da mũi thì mình nên cần phải bọc thêm cong thái dương ạ. Bởi vì nếu mà mình không bọc thì sau này nó sẽ xảy ra những cái tình trạng mà mình vừa mới nêu trên luôn ạ. Còn dịch vụ nâng mũi S-Form Plus này thì nó sẽ sử dụng cái loại sóng mũi siêu an toàn được nhập trực tiếp tại Hàn Quốc. Thì có độ dị ứng chỉ là 1% thôi, rất là thấp so với những cái loại sóng thông thường trước đây mà các bạn thường sử dụng ạ. Còn về phần trụ mũi thì các bạn là sẽ được là bóc tách cái phần trụ mũi cũng như là sùng vách ngăn, giúp da có cái phần sụn mũi của mình nó tốt hơn, vững hơn để có thể là chống đỡ là hoàn toàn cái phần sống khi mà mình đặt vào bên trong thân mũi của khách hàng nha các bạn. Nên các bạn có thể thấy được là về phần trụ mũi được bác sĩ là bóc tách phần sụn vách ngăn cũng như là gia cố thêm cái phần đầu mũi và trụ mũi của khách hàng đối với dịch vụ là nâng mũi S-Form Plus này ạ.
Thì hiện tại đối với dịch vụ nâng mũi S-Form Plus này đang có chương trình ưu đãi giảm giá lên đến là 40%. Thì theo dõi lại một lần nữa là hình ảnh của chị là trước khi đến với dịch vụ là nâng mũi S-Form Plus tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus ạ. Thì các bạn có thể thấy được là về phần sóng mũi, dáng mũi và phần da mũi của chị nó có những cái điểm khiếm khuyết. Thì đối với dịch vụ nâng mũi S-Form Plus này nó sẽ khắc phục được tất cả những tình trạng nêu trên các bạn. Thứ nhất là vừa cải thiện phần sóng mũi, vừa thu ép phần đầu mũi, cánh mũi khoảng từ 20-30%. Thứ tư nữa là nó sẽ giúp cho mình là gia cố cái phần trụ mũi trở nên vững hơn, chắc hơn, có thể chống đỡ hoàn toàn cái phần sóng mũi. Và mình sẽ được có được một cái dáng mũi mới, sóng mũi rất là an toàn, có tỷ lệ dị ứng là khoảng là 1% thôi ạ. Thì đối với tất cả những dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì các bạn là sẽ được bảo hành cam kết là vĩnh viễn luôn, nên các bạn là có thể là yên tâm khi sử dụng dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus luôn ạ. Dịch vụ nâng mũi S-Form Plus kết hợp với lại là bọc thanh cân thái dương của chị khách hàng chiều hôm nay mình sẽ xin kết thúc tại đây ạ. Thì các bạn là nhớ đón xem những buổi livestream lần sau của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.